Christian Pulisic, một trong những cầu thủ trẻ triển vọng bậc nhất bóng đá thế giới trong tương lai, đang có những bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp dưới màu áo Dortmund. Sinh ngày 18 tháng 9 năm 1998 tại tiểu bang Pennsylvania, phía đông nước Mỹ, Pulisic sinh ra trong một gia đình có truyền thống chơi bóng khi mà cả bố Mark và mẹ Kelly đều là những cầu thủ ở trường đại học George Mason. Pulisic đã sớm làm quen với chơi bóng kể từ khi mới vừa biết đi. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Pennsylvania Classics và đến năm 2013, sau màn trình diễn ấn tượng ở trận chung kết trước U17 Brazil ở giải đấu giao hữu được tổ chức bởi Nike, Christian Pulisic đã nhận được lời mời từ không ít những đội bóng lớn ở châu Âu. Nhưng Borussia Dortmund mới là đội bóng nhận được cái gật đầu từ gia đình anh vào năm 2015. Tháng 2 năm đó, Pulisic chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp với Dortmund và bắt đầu thi đấu cho đội U17 trước khi được chuyển lên đội U19. Ghi 10 bàn và có được 8 kiến tạo cho đội U19 Dortmund chỉ sau 15 trận, Pulisic nhanh chóng gây ấn tượng với huấn luyện viên Thomas Tuchel và được gọi lên đội 1, sát cánh cùng với Emerick Aubameyang hay Marco Reus. Kể từ khi được triệu tập lên đội 1 của Borussia Dortmund vào tháng 1 năm ngoái, Christian Pulisic đã khiến người hâm mộ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi liên tục phá những kỷ lục. Tháng 4 năm 2016, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lập được cú đúp tại Bundesliga trước khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Mỹ sau đó một tháng. Cầu thủ sinh năm 98 được so sánh với huyền thoại đội tuyển Mỹ Landon Donovan hay gần hơn là Julian Green. Nhưng khác với người đàn anh Donovan, Pulisic đang có những bước tiến vững chãi tại châu Âu chứ không phải tại MLS. Với Pulisic, người hâm mộ ở xứ cờ hoa có quyền hy vọng vào một ngôi sao sẽ dẫn dắt đội tuyển Bắc Mỹ gặt hái những thành công trong tương lai. Chúc mừng sinh nhật tuổi 20, Christian Pulisic. Trung vệ huyền thoại của câu lạc bộ Arsenal và đội tuyển Anh, Sunjia Jeremiah Son Campbell, sinh năm 1974 tại Blackstock, Vương quốc Anh. Cả cha và mẹ anh đều là người Jamaica. Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình trong màu áo đội trẻ West Ham. Chỉ sau đó một thời gian, Son Campbell được chuyển đến chơi cho đội trẻ của Tottenham Hotspur. Cũng từ đây, anh bắt đầu chứng minh được những tố chất của một cầu thủ phòng ngự xuất sắc. Nhanh chóng được đôn lên đội hình 1 của Spur và Son Campbell trở thành một trong những thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của câu lạc bộ thành London. Arsenal và Tottenham là hai đội bóng cùng thành phố, nhưng chưa bao giờ đội chung một bầu trời. Giữa họ vốn dĩ đã không ưa gì nhau vì những mối thâm thù trong quá khứ. Thương vụ chuyển nhượng của Son Campbell từ Tottenham Hotspur sang Arsenal khi đó tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Cho đến nay, nó vẫn được xem là một vụ chuyển nhượng gây sốc, nhất là với các cổ động viên của Tottenham. Campbell khi đó là một huyền thoại tại sân Wembley. Anh đã có 255 trận đấu khoác áo Tottenham và để lại rất nhiều ấn tượng nơi đây. Thế nhưng, hè năm 2001, Arsene Wenger đã làm nên một cú chấn động cả thủ đô nước Anh. Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh khiến cho những người yêu mến gà trống cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Arsenal đã có được chữ ký của trung vệ sinh năm 1974 một cách nhanh chóng và đường đột. Son Campbell đã thực sự gây sốc khi trở thành người của Arsenal, đối thủ không đội trời chung ở Bắc London của Tottenham. Chính điều này đã khiến hình ảnh của Son Campbell bị sụp đổ trong mắt người hâm mộ Tottenham. Người ta gọi anh bằng nhiều cái tên, nhưng tất cả đều ám chỉ rằng anh là kẻ phản bội và không thể tha thứ. Cho đến nay, cựu trung vệ này vẫn được xem là một trong những cầu thủ đáng ghét nhất của bóng đá xứ sương mù. Chuyển đến sân Highbury, Campbell vẫn được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Anh được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Anh. Sự xuất hiện của Campbell đã giúp cho hàng thủ Arsenal vững chắc hơn. Anh được xem là truyền nhân của Tony Adams và Martin Keogh, trở thành trụ cột không thể thay thế của đội bóng. Đá cặp bên cạnh chính là cầu thủ người Cameroon, Laurent. Cả hai đã tạo nên một bức tường thành rất khó để đánh bại trước khung thành của Jens Lehmann. Anh cùng pháo thủ hai lần sân vương nước Anh vào năm 2002 và 2004, trong đó mùa giải bất bại 2003-2004 đã đi vào truyền thuyết. Kèm với đó là 3 chiếc cúp FA và 2 siêu cúp Anh. Người ta nhìn thấy ở Son Campbell là một lối chơi mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Khả năng đọc trận đấu tốt đã giúp cho anh trở thành một chốt chặn rất khó để vượt qua. Ngoài ra, Son Campbell cũng rất mạnh trong những pha không chiến. Còn nhớ trận chung kết Champions League với Barcelona năm 2006, Campbell là người đã ghi bàn thắng đẹp mắt với một pha đánh đầu. Bản lĩnh thi đấu vững vàng và sự xuất hiện của anh luôn truyền cảm hứng cho những đồng đội. Anh đã chơi 135 trận đấu cho Arsenal, được đánh giá là một trong số 18 cầu thủ xuất sắc nhất dưới triều đại của Arsene Wenger. Tại Tottenham, người ta có thể gọi anh là kẻ phản bội, nhưng ở Arsenal thì Son Campbell thật sự là một huyền thoại. Sau 5 năm,
Anh chia tay pháo thủ chuyển đến Portsmouth vào năm 2006 và giúp câu lạc bộ này vô địch FA Cup 2008. Năm 2009, anh đến North County, 2010 quay về Arsenal trước khi giải nghệ tại Newcastle năm 2011. Ra mắt tuyển Anh từ Euro 96 và khoác áo tâm sư đến năm 2007, ra sân tổng cộng 73 trận đấu. Sau Euro 96, anh tiếp tục tham dự World Cup 98, Euro 2000, World Cup 2002, Euro 2004 và cuối cùng là World Cup 2006. Chúc mừng sinh nhật 43 tuổi của huyền thoại, tấm lá chắn thép thành London, Sean Campbell. Vào ngày này năm 1995, Messi nước Đức, Max Meyer có tiếng khóc chào đời, sinh ra tại Oberhausen. Meyer rời khỏi câu lạc bộ quê hương Rot-Weiß Oberhausen để gia nhập MSV Duisburg vào năm 2004. Sau đó năm 2009 anh chuyển sang đội trẻ của Schalke 04. Với U19 Schalke, anh đã giành được vô địch giải trẻ U19 của Đức năm 2011-2012 khi đánh bại đội trẻ của Bayern Munich. Mùa giải 2011-2012, Max Meyer thi đấu 15 trận cho đội U19 và ghi được 11 bàn. Điều này đưa anh trở thành cầu thủ trẻ ghi bàn nhiều thứ hai tại giải U19. Với phong độ ấn tượng, tổng giám đốc câu lạc bộ Schalke, ông Horst Held đã ký hợp đồng với Max Meyer, một bản hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn đến năm 2015. Sau 146 trận đấu và ghi được 17 bàn thắng cho đội 1, Max Meyer quyết định chuyển đến nước Anh thi đấu vào mùa giải 2018-2019 trong đội Crystal Palace, từng được coi là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Đức, thậm chí còn được ngợi cao là Messi nước Đức. Nhưng Max Meyer đang có dấu hiệu đi xuống ở tuổi 22. Nhưng hy vọng với lần sinh nhật lần thứ 23, Meyer sẽ có một mùa giải thành công với những thách thức mà anh đã lựa chọn. Một lần nữa, Happy Birthday Max Meyer. Vào ngày này năm 1976, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá được sản sinh. Dù chào đời ở trái đất, nhưng người ta hay gọi anh với cái tên Phenomenal, người ngoài hành tinh. Đó là Ronaldo Luis Nazario de Lima, một trong số 125 huyền thoại sống xuất sắc nhất mọi thời đại của FIFA. Năm 1999, tạp chí World Soccer xếp anh đứng hạng 9 trong top 100 danh thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20. Năm 2007, tạp chí danh tiếng France Football bầu anh vào top 11 cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại. Anh cũng được Castro Football, trang web chuyên xếp hạng cầu thủ bóng đá chấm điểm cao nhất trong số 11 hào thủ qua các kỳ World Cup. Năm 2010 và 2011, tờ Goal.com bầu anh là cầu thủ của thế kỷ. Ronaldo cũng là cầu thủ đầu tiên giành mọi danh hiệu ở World Cup, vô địch World Cup, quả bóng vàng World Cup, chiếc giày vàng World Cup. Anh vô địch World Cup 94 và World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil với 15 bàn thắng trải qua 3 kỳ World Cup. Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai tại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh này. Anh cũng có 2 quả bóng vàng châu Âu trong bộ sưu tập giải thưởng cá nhân cao quý của mình. Có lẽ, nói về sự nghiệp của người ngoài hành tinh thì chắc tới mai cũng chưa hết. Chính vì thế, hãy chờ xem ngôi đền huyền thoại Ronaldo de Lima mà em sẽ thực hiện trong thời gian tới. Còn ngay bây giờ, chúc mừng sinh nhật của người ngoài hành tinh. Tried to move.